Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến với đội hình ra sân bên phía câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa, đội chủ nhà trong trận đấu ngày hôm nay. Đứng trong khung thành của họ vẫn sẽ là Xuân Hoàng, cùng với đó là bộ tứ vệ Viết Tú, Văn Lợi, Thanh Long và Thái Bình. Ở hàng tiền vệ sẽ là những cái tên như Thái Sơn và Ngọc Hà, là những người đá thấp. Phía trên thì Antonio Amit cùng với Iago Ramos sẽ hỗ trợ cho mũi nhọn Lucas Ribamar. Và sau đây sẽ là đội hình ra quân bên phía đội khách câu lạc bộ Hà Nội. Ngày hôm nay huấn luyện viên Lê Đức Tuấn đã thay đổi rất nhiều đội hình và họ chơi với sơ đồ chiến thuật đó là 4-1-4-1. Đứng trong môn là số 5 Văn Hoàng, các trung vệ đó là Văn Nam, Kai Corona, những hậu vệ biên đó là Văn Xuân, Xuân Mạnh, những tiền vệ trung tâm đó là Văn Trường, Hùng Dũng, Văn Toản, những cầu thủ trên hàng công đó là Tuấn Hải, Hai Long và đá cao nhất đó là Văn Tùng. Ngày hôm nay trong đội hình của câu lạc bộ Hà Nội không sử dụng những ngoại binh. Ở chiều ngược lại thì câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa họ đã dồn hết trọng tâm tấn công bằng việc sử dụng bộ ba ngoại binh đó là Antonio Luiz, Iago Ramos và Lucas Ribamar. Cả hai đội bóng đều có những sự thiếu vắng khá đáng tiếc nơi hàng phòng ngự. Bên phía Đông Á Thanh Hóa họ không có được sự phục vụ của Gustavo. Còn bên phía câu lạc bộ Hà Nội thì bộ đôi trung vệ được coi là số 1 của họ, đó là Thành Trung cũng như là Duy Mạnh, đều không thể góp mặt, thậm chí là trong danh sách đăng ký thi đấu. Trong đội hình của câu lạc bộ Hà Nội, Văn Quyết ngồi trên băng ghế dự bị. Có lẽ huấn luyện viên Lê Đức Tuấn đang cho Văn Quyết nghỉ ngơi để lấy lại thể trạng một cách tốt nhất. Thêm một trận đấu nữa, Văn Tùng được huấn luyện viên Lê Đức Tuấn trao cơ hội đá chính ngay từ đầu. Và anh sẽ là người mang tới kỳ vọng giải quyết được đầu ra bàn thắng cho đội khách ở trận đấu ngày hôm nay. Như vậy là tiếng còi bắt đầu trận đấu đã vang lên từ trọng tài Viết Duật. Trong hiệp 1 này thì đội chủ nhà Đông Á Thanh Hóa với trang phục mang sắc vàng quen thuộc sẽ bảo vệ khung thành phía bên trái màn hình quý vị và các bạn. Vấn đề của câu lạc bộ Hà Nội vào thời điểm hiện tại đó là hàng công. Liệu các cầu thủ trẻ như Văn Tùng, Văn Trường và Hai Long sẽ giúp cho hàng công của câu lạc bộ Hà Nội thi đấu như thế nào ở trong trận đấu với đội chủ nhà Đông Á Thanh Hóa? Xét về mặt phong độ thì chắc chắn các cầu thủ Đông Á Thanh Hóa đang có phong độ tốt hơn so với câu lạc bộ Hà Nội. Huấn luyện viên Lê Đức Tuấn cũng đang xây dựng một lối chơi kiểm soát bóng và tổ chức tấn công, nhưng hiện tại các ngoại binh chưa thể đáp ứng được về mặt phong độ. Có những thời điểm Tuấn Hải mới khỏi là chấn thương chưa thấy lại được thể trạng, còn Văn Quyết có vẻ như đang quá tải. Trong mùa giải 2024-2025 này có thể đánh giá là một mùa giải mà huấn luyện viên Veliza Popov có thể hài lòng với sự chuẩn bị, đặc biệt về mặt nhân sự. Đây là một mùa giải mà đội bóng xứ Thanh có lực lượng cả nội binh và ngoại binh khá hùng hậu. Có lẽ là hùng hậu nhất từ trước tới nay kể từ khi huấn luyện viên Veliza Popov đến đây nắm quyền. Họ có 6 ngoại binh và được bổ sung thêm nhiều cầu thủ trẻ chất lượng với 9 gương mặt ở lứa tuổi U23. Còn trong tay huấn luyện viên Lê Đức Tuấn có lẽ đang là một giai đoạn chuyển giao quan trọng. Văn Quyết, Hùng Dũng cần những người đàn em trưởng thành. Các ngoại binh của họ cũng cần phải có thêm những sự thể hiện tốt hơn. Nếu không thì cũng sẽ là một sự thay đổi trong kỳ chuyển nhượng giữa mùa. Câu lạc bộ Hà Nội đã có 2 trận hòa liên tiếp gần đây trước đối thủ cùng thành phố, đó là câu lạc bộ Công an Hà Nội và sau đó là Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Iago Ramos khá tốt, đưa bóng vào. Những nỗ lực liên tiếp đến từ Kai Corona để phá bóng cho câu lạc bộ Hà Nội. Sau 2 trận hòa liên tiếp thì khá nhiều những vấn đề đã bộc lộ từ phía của câu lạc bộ Hà Nội. Các ngoại binh của họ dường như là mất ảnh trong những trận đấu quan trọng, đặc biệt là trận đấu gần nhất ở vòng đấu thứ 5 thì họ chỉ hòa 1-1 với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Trong trận đấu đó, mặc dù ghi bàn thắng dẫn trước nhưng các cầu thủ câu lạc bộ Hà Nội xét về mặt thế trận có vẻ là họ lép vế hơn so với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Nhưng rất may là câu lạc bộ Hà Nội họ đã có một kết quả hòa ngay trên sân nhà. Việc ngày hôm nay huấn luyện viên Lê Đức Tuấn không tin tưởng vào các ngoại binh, trao cơ hội cho Văn Tùng, Văn Trường và Văn Toàn, đó là những cầu thủ đang khát khao khẳng định mình, hy vọng sẽ có một trận đấu tốt và chiến thuật của huấn luyện viên Lê Đức Tuấn nó sẽ hợp lý. Thành Long cũng là một trong những cầu thủ với màn thể hiện của mình phản ánh được phong độ của câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa kể từ đầu mùa. Thành Long đã có được những bàn thắng rất quan trọng
tại cả LP Bank V-League 1 2024-2025 hay cả những đóng góp tại Shopee Cup. Thanh Long cũng đã có được pha lập công trong trận đấu ở vòng đấu thứ 3 khi mà Đông Á Thanh Hóa cũng trên sân nhà vượt qua được câu lạc bộ Hải Phòng với tỷ số 3-1. Ngày hôm nay thì Thanh Long đá cặp trung vệ với Văn Lợi chứ không phải là người đá cặp quen thuộc Gustavo, Đỗ Văn Toàn. Để mất bóng rồi. Yago Ramos đưa bóng vào. Nguy hiểm. Đó là lời chào trận đấu được gửi đi từ Lucas. Và trước đó là cả Yago Ramos. Cơ hội đầu tiên đã thuộc về đội chủ nhà Đông Á Thanh Hóa. Một pha bóng mà Yago Ramos đã chấp được thời cơ sau một tình huống xử lý không tốt của Đỗ Văn Toàn và mang tới cơ hội cho Lucas Ribama ở phía trong. Đúng là chỉ có may mắn mới giúp cho khung thành của thủ môn Văn Hoàng không bị rung lên. Một pha bóng mà Lucas Ribama chỉ cần đưa bóng thấp hơn một chút thôi thì có lẽ là lưới của câu lạc bộ Hà Nội đã rung lên. Không có Rimario. Nhưng chúng ta cũng thấy là Đông Á Thanh Hóa không tỏ ra quá nhớ tiền đạo đã từng là vua phá lưới của V-League 1. Họ vẫn đang chơi ổn với những ngoại bình như là Yago Ramos, người đã có một pha lập công vào lưới của câu lạc bộ Công an Hà Nội. Và cả tân binh Lucas Ribama, đặc biệt phải kể tới cả Antonio Luiz. 5 phút trôi qua của hiệp đấu đầu tiên, tỷ số vẫn đang là không đều. Câu lạc bộ Hà Nội họ vẫn chơi một cách tự tin, vẫn đẩy cao đội hình để chơi sẵn phẳng đối với Đông Á Thanh Hóa. Trong quãng thời gian vừa qua thì Hai Long đang là cầu thủ thi đấu tốt nhất bên phía hành lang cánh phải của câu lạc bộ Hà Nội. Trở lại sau sân trường thì Tuấn Hải vẫn chưa đem lại sự hiệu quả và phong độ tốt nhất của mình. Và mở bóng khá tốt của đội bóng áo vàng. Viết Tú, Lucas Ribama xử lý tốt, dứt điểm, nguy hiểm, không vào. Pha xử lý quen thuộc của Thái Sơn từ tuyến Hải. Bóng đã đập vào chân của Kai Corona đổi hướng, nhưng rất may cho câu lạc bộ Hà Nội là họ không phải nhận bàn thua. Một pha bóng mà Lucas Ribama đã khá thoải mái không chê bóng trong vòng cấm của câu lạc bộ Hà Nội. Sau đó thì Thái Sơn với nhịp lắc xử lý của mình để loại bỏ được Xuân Mạnh, nhưng cú dứt điểm đã bị truy cản bởi Kai Corona. Sức ép đang dần được tạo ra bởi đội chủ nhà Đông Á Thanh Hóa. Luis Antonio đưa bóng vào, không phải, đó là cú dứt điểm. Một cú đá mang tính giải quyết tình huống của cầu thủ áo vàng. Sức ép đang liên tục được tạo ra bởi Luis Antonio và các đồng đội. Những tình huống cố định của Đông Á Thanh Hóa trong thời gian vừa qua là cực kỳ nguy hiểm. Nó không khác gì một đợt tấn công, đặc biệt là Luis Antonio, người luôn luôn thực hiện thành công và giúp cho các cầu thủ Đông Á Thanh Hóa ghi bàn, kể cả trung vệ Gustavo hay là trung vệ Thanh Long. Những con số đã thống kê đã chỉ ra rằng cho tới lúc này, trong tổng số 10 bàn thắng mà câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa có được thì 6 trong số đó đến từ những tình huống cố định. Thêm một cú ra chân nữa nhưng bóng đi rất thiếu chính xác. Một cú đá mất bóng của Luis Antonio. Anh chính là người đang dẫn đầu về khả năng kiến tạo thành bàn tại LP Bank V-League 1 2024-2025 cho tới lúc này, với 6 lần dọn cỗ cho các đồng đội ghi bàn. Nhạc trưởng bên phía câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa chắc chắn rồi sẽ làm khởi nguồn cho những pha tấn công của đội chủ nhà nguy hiểm. Một pha chơi bóng thiếu đi sự an toàn giữa Kai Corona và thủ thành Văn Hoàng. Thế trận đang sớm thuộc về phía câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa. Rất nhiều thứ đang ủng hộ họ, từ vị trí, từ phong độ cho tới cả những con số thống kê, chưa kể tới cả những gì đã diễn ra trong cách đây khoảng gần 4 tháng. Pha chí quản hiệu quả đến từ Văn Lợi. Những phút vừa qua đội chủ nhà đang nắm thế trận tốt hơn so với câu lạc bộ Hà Nội. Họ đã tạo ra những pha dứt điểm nguy hiểm. Đoàn quân của huấn luyện viên Lê Đức Tuấn vẫn chưa thể có sự gắn kết tốt. Điều đó dễ hiểu thôi khi mà đội hình của huấn luyện viên Lê Đức Tuấn vào thời điểm này đang có sự xáo trộn rất nhiều. Do đó, để thực hiện một lối chơi nhuần nhuyễn như Đông Á Thanh Hóa cần phải có thời gian. Văn Lợi. Dẫu sao thì với một cầu thủ dày dặn kinh nghiệm như Văn Lợi thì Thanh Long
có thể an tâm về người đá cặp với mình. Phía trước của Văn Lợi cũng như là Thanh Long đang là Ngọc Hà. Nhiều khả năng thì câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa sẽ quay trở lại với sơ đồ chiến thuật quen thuộc của mình, 4-4-2 kim cương. Ngọc Hà sẽ là người đá ở đáy hàng tiền vệ. Ở phía trước của anh là Thái Sơn và Amit, còn Antonio Luiz sẽ là người đá trên đỉnh kim cương để tạo ra sự kết dính giữa bộ đôi tiền đạo Yago Ramos, Lucas Ribama với các tuyến sau. Lỗi thuộc về Thanh Long. Với đội hình như vậy, chúng ta thấy các thủ Đông Á Thanh Hóa mọi vị trí hoạt động cơ động và có sự gắn kết tốt với nhau. Mỗi khi mất bóng, cả tập thể, cả đội hình phòng thủ của Đông Á Thanh Hóa họ sẽ ập vào rất nhanh để không cho đối thủ có nhiều khoảng trống để phối hợp. Văn Tùng. Ngày hôm nay Văn Tùng là cầu thủ đá cao nhất trên hàng công của câu lạc bộ Hà Nội. Trong đội hình của Đông Á Thanh Hóa thiếu vắng chiến binh, đó là Doãn Ngọc Tân. Ngọc Hà là người thay thế. Doãn Ngọc Tân đã nhận đủ 3 thẻ vàng và anh phải nghỉ một trận. Cũng đáng tiếc cho Ngọc Tân là ngày hôm nay, trong một trận đấu rất quan trọng này thì anh không thể góp mặt. Cho tới lúc này là phút thứ 10 của trận đấu, chúng ta chưa thấy một tình huống lên bóng tấn công của câu lạc bộ Hà Nội. Họ vẫn đang bị ép sân. Văn Tùng, Tuấn Hải với Hai Long hiện tại vẫn chưa có được sự kết nối nào đáng chú ý cả kể từ đầu trận. Trọng tài đã thổi phạt lỗi đội người của Văn Tùng với trung vệ Thanh Long bên phía đội chủ nhà Đông Á Thanh Hóa. Tuấn Hải cũng đã có những pha lập công quan trọng ở mùa giải năm nay. Anh đã có được bàn thắng vào lưới của câu lạc bộ Công an Hà Nội ở vòng đấu thứ 4 để giúp cho đội bóng này có thể giữ lại được một điểm ở những giây phút cuối cùng trong trận derby mùa thu. Bước vào trận đấu ngày hôm nay, đoàn quân của huấn luyện viên Lê Đức Tuấn đã được cảnh báo đây là một trận đấu khó khăn, đặc biệt là tiền đạo trẻ Văn Tùng trên hàng công phải đối đầu với những trung vệ chơi cực kỳ rắn và chắc chắn là Thanh Long và Văn Lợi. Thêm một trận đấu nữa mà Văn Nam được lựa chọn để đá chính ngay từ đầu cùng với Kai Koluna ở vị trí trung vệ của đội khách. Thiago Ramos không được, vẫn cố gắng dứt điểm, đó là Lucas Ribama. Cú đá của Thiago không mang tới tính nguy hiểm. Thiago Ramos chính là người hùng của câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa cùng với chiến thắng trước câu lạc bộ Công an Hà Nội trong trận đấu ở vòng đấu thứ 2 ngay trên sân vận động Hàng Đẫy. Đây là một pha bóng mà một lần nữa chúng ta thấy được là bộ đôi tiền đạo bên phía câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa đang phối hợp với nhau một cách khá dễ dàng. Cần những động thái truy cản quyết liệt hơn nữa đến từ phía câu lạc bộ Hà Nội. Thiago Ramos muốn giữ được tỷ số hòa ít nhất là cho tới quãng giữa của hiệp 1. Sự kết hợp của Thiago Ramos và tân binh Lucas Ribama cũng đang được thể hiện khá tốt trong những vòng đấu vừa qua. Xuân Hoàng chính là người đã đóng góp công rất lớn để mang lại chức vô địch cúp quốc gia mùa giải trước, đặc biệt trong trận đấu chung kết anh là người đã cản phá quả đá phạt đền của Văn Quyết khá tốt, phá qua người là của Hai Long. Văn Tùng đang di chuyển ở khu vực trung lộ, Tuấn Hải cũng đang băng lên, chỉ có 3 cầu thủ áo trắng trong góc máy này. Phương án tấn công của câu lạc bộ Hà Nội luôn luôn mạnh ở bên phía hành lang cánh phải, nơi Hai Long hoạt động cực kỳ tích cực. Đỗ Toàn sẽ là người thực hiện quả đá phạt góc cho câu lạc bộ Hà Nội. Theo những thống kê được đưa ra từ Fstat, vào lúc này thì câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa đã có tới 6 nỗ lực dứt điểm, nhưng thước ngắm của họ đang có phần bị lệch. Họ chỉ có được một cú dứt điểm trúng đích, còn với câu lạc bộ Hà Nội, số nỗ lực dứt điểm của họ chỉ là một con số 0 tròn trĩnh sau hơn 10 phút mà thôi.
Nhưng bây giờ thì câu lạc bộ Hà Nội có thể kỳ vọng vào tình huống cố định này. Ở vòng đấu trước thì họ đã có được bàn thắng vào lưới của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng từ một quả đá phạt góc. Nghĩa là một phương án dồn toa trong những tình huống tiếp cận đầu tiên. Và đánh đầu phá bóng là của Yago Ramos. Xuân Hoàng đã giữ cho mình được sự tập trung. Văn Xuân đã kịp thời lùi về và hỗ trợ phòng ngự. Văn Trường. Đồng Hà Thanh Hóa thành công đến thời điểm này ở mùa giải năm nay, đó là lối chơi được phát huy một cách hiệu quả, đặc biệt là thể lực của các cầu thủ Đông Á Thanh Hóa luôn vượt trội so với đối thủ. Họ duy trì một khối phòng ngự và một khối tấn công rất đều đặn. Văn Nam. Hùng Dũng. Hùng Dũng đang đá cặp tiền vệ trung tâm với Văn Trường. Phía sau của anh đó sẽ là Đỗ Văn Toàn. Lê Văn Xuân. Ngày hôm nay thì Văn Xuân đá phía anh Lang cánh trái để thay thế cho Đình Hải. Huấn luyện viên Lê Đức Tuấn đã quyết định tin vào dàn nội binh của mình. Một dàn nội binh nếu như so với mặt bằng chung của V-League 1 là khá chất lượng. Đường chuyền nhanh của Văn Xuân đã không thành công. Lucas Ribama cú gẩy bóng để qua người nhưng đã không có được sự hiệu quả. Trong quãng thời gian vừa qua, câu lạc bộ Hà Nội, đặc biệt là hai hậu biên cũng không có phong độ cao, kể cả Đình Hai, Lê Văn Xuân và Xuân Mạnh cũng không có nhiều phương án lên tham gia tấn công và tạt bóng vào trong như trước kia. Thanh Long. Kể từ khi Thanh Long chọn cho mình một diện mạo, được ví von là mang tính chiến binh, cũng đồng nghĩa với một giai đoạn mà anh đang có một phong độ ấn tượng ở mùa giải năm nay. Luis Antonio rất cố gắng để phối hợp với Yago Ramos. Sút bóng. Cú ra chân nhanh của Amit nhưng không thành công. Ở trận đấu này thì chúng ta cũng dễ dàng nhận ra là Đông Á Thanh Hóa có ý định chơi phủ đầu ngay ở những phút đầu tiên. Chắc chắn rồi, Đông Á Thanh Hóa đang chơi trên sân nhà và khán giả nhà cổ vũ với một lối chơi rực lửa đang gây sức ép cho câu lạc bộ Hà Nội. Câu lạc bộ Hà Nội họ vẫn đang tổ chức phòng ngự tốt nhưng về mặt tấn công thì vẫn chưa đem lại một cách hiệu quả tốt nhất. Văn Hoàng. Trong giai đoạn này của mùa giải thì Văn Hoàng đang nỗ lực để cải thiện được khả năng chơi chân của mình. Nhưng bây giờ là một pha lên bóng sang nước dành cho Đông Á Thanh Hóa. Cơ hội chuyển sang. Nguy hiểm. Phá bóng. Một lần nữa lại là sự can thiệp của Kai Corona. Và hàng phòng ngự của câu lạc bộ Hà Nội trong tình huống vừa rồi có vẻ như là mơ ngủ chăng? Huấn luyện viên Veliza Popov có lý do để tiếc nuối bởi đó là một thời cơ lớn dành cho đội chủ nhà. Ngách hàng phòng ngự của câu lạc bộ Hà Nội trở nên hớ hênh sau khi họ phối hợp không thành công. Rất đáng tiếc, Amit đã quyết định là chuyền bóng thay vì có thể dứt điểm. Còn Kai Corona có đủ sự tỉnh táo để phá bóng giả. Vẫn là lối chơi cường độ cao của Đông Á Thanh Hóa trong những ngày mà họ gặp câu lạc bộ Hà Nội. Sút bóng. Amit đang cho thấy sự bùng nổ. Pha di chuyển cực kỳ hợp lý của Amit đã xé toang hàng phòng ngự của câu lạc bộ Hà Nội. Trong pha bóng vừa rồi, Amit cũng có thể tung ra pha dứt điểm nhưng anh đã quá đồng đội khi mà Lucas Ribama bị theo rất sát bởi hai cầu thủ bên phía câu lạc bộ Hà Nội. Tuấn Hải. Một cầu thủ bên phía đội chủ nhà đang bị đau, đó là Amit.
Không phải lần đầu tiên ở mùa giải năm nay chúng ta thấy đầu gối của Amit phải băng kín. Amit có thể coi là biểu trưng cho tinh thần thi đấu của câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa. Còn trong pha bóng này thì Văn Tùng đã có một cánh tay vung ra, có lẽ là theo phản ứng tự nhiên. Va chạm đã xảy ra khiến cho Amit bị đau. Văn Tùng đã bật cao hơn so với Amit. Cho đến thời điểm này, Đông Á Thanh Hóa đã có 8 pha dứt điểm, 2 pha trúng đích. Câu lạc bộ Hà Nội mới có 1 pha dứt điểm mà thôi. Chúng ta sẽ cùng xem lại nỗ lực dứt điểm của Amit. Ở pha bóng này thì anh đã chơi tự tin hơn và quyết đoán hơn. Một tình huống đảo chân để sau đó đi vào khu vực trung lộ và tung ra cú sút bằng chân trái. Kể từ đầu trận, người đang hoạt động vất vả nhất bên phía câu lạc bộ Hà Nội chắc chắn rồi phải là thủ thành Văn Hoàng. Đội hình của Đông Á Thanh Hóa vẫn đang được duy trì một cách tốt nhất. Họ vẫn tổ chức tấn công đa dạng và gây khó khăn rất nhiều cho hệ thống phòng thủ của câu lạc bộ Hà Nội. Đây là pha di chuyển cực kỳ hợp lý của Amit. Trong tình huống này, Amit cũng có thể đưa ra pha dứt điểm treo góc hơi cầu toàn một chút. Tính chất đồng đội của Amit trong pha bóng vừa rồi là rất cao, nhưng nó không hợp lý một chút nào cả. Liệu có một dấu hiệu nào về việc công nghệ VAR sẽ vào cuộc và hỗ trợ cho trọng tài Nguyễn Viết Duẩn hay không? Đang có những trao đổi khá cụ thể. Hệ thống phòng ngự của câu lạc bộ Hà Nội đang phụ thuộc khá nhiều vào Kai Kolona cũng như là thủ thành Văn Hoàng. Amit đang gặp một vết đau khá trầm trọng, có lẽ là ở mặt. Rất nhiều những bàn bạc, những trao đổi của các cầu thủ cả hai đội. Ông Viết Xuân biết mình phải làm gì. Những trao đổi cần được giữ chỉ trong nội bộ với sự trao đổi của trọng tài chính với các trọng tài điều hành công nghệ VAR. Chắc chắn rồi, đây là những sự trao đổi liên quan đến tình huống va chạm giữa Văn Tùng và Amit. Có lẽ Amit đã gặp một vết rách nơi mí mắt khi mà cái cùi chỏ của Văn Tùng đã đập vào mặt của Amit. Trong pha bóng vừa rồi thì Văn Tùng đã bật cao hơn so với tiền vệ bên phía Đông Á Thanh Hóa. Trọng tài đã có những nhắc nhở với Văn Tùng. Còn Amit thì vẫn đang cần tới sự chăm sóc của các nhân viên y tế. Nếu như Amit không thể tiếp tục thi đấu thì có lẽ là câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa sẽ tính tới những cái tên như là Lê Văn Thắng, người hùng của họ trong trận đấu tại vòng đấu thứ 5. Gần một nửa thời gian thi đấu của hiệp 1 sắp sửa trôi qua. Những ấn tượng lớn nhất đều đang thuộc về phía đội chủ nhà Đông Á Thanh Hóa. Nếu như Amit không thể tiếp tục thi đấu, đó cũng là một tổn thất nơi hàng công, nơi tuyến giữa của Đông Á Thanh Hóa. Như vậy là Amit đã có thể đứng dậy được. Vết đau của anh ở vùng sống mũi. Trận đấu đang dần nóng hơn. Luis Antonio đã quyết định trả bóng, đồng nghĩa với việc trận đấu được tiếp tục. Kai Kolona. Rất cố gắng để xử lý, đó là Hai Long. Mở bóng sang trái dành cho Tuấn Hải. Khá tốt. Văn Tùng xoay người dứt điểm.
Bóng đã tìm đến đúng vị trí của thủ thành Xuân Hoàng, không phải đó là Văn Trường. Người đã tung ra cú sút là Văn Trường. Một pha phối hợp của bộ ba Hai Long, Tuấn Hải và Văn Trường. Đường chuyền của Tuấn Hải là thông minh, bóng đi qua háng của Viết Tú và đến với đà xâm nhập của Văn Trường. Cuối cùng thì câu lạc bộ Hà Nội cũng đã có được cú dứt điểm. Ở trong trận đấu hôm nay thì câu lạc bộ Hà Nội vẫn đang chú trọng chơi phòng ngự, họ không đẩy cao đội hình để pressing như trước kia nữa. Thi đấu trên sân khách, huấn luyện viên Lê Đức Tuấn vẫn đang yêu cầu các học trò mình phòng ngự ở khu vực giữa sân, đặc biệt là vị trí 1/3 giữa sân để phong tỏa tuyến tiền vệ của Đông Á Thanh Hóa. Đến thời điểm này, câu lạc bộ Hà Nội đang nhỉnh hơn một chút xíu về kiểm soát bóng so với đội chủ nhà. Hài lòng, che chắn tốt. Lỗi của Ngọc Hạ. Cầu thủ năm nay mới chỉ 20 tuổi nhưng được coi là rất tiềm năng và đang đá ở một vị trí trọng yếu trong đội hình của câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa. Lại là pha mở bóng sang phía hành lang cánh trái của Hài Lòng dành cho Tuấn Hải. Lê Văn Xuân khá tốt. Văn Tùng sút bóng. Cú dứt điểm không đủ lực. Đã có những phương án tấn công tốt nhưng nó không quá nhiều, nó không đều đặn của câu lạc bộ Hà Nội. Văn Tùng đã có pha dứt điểm nhưng không thể đánh bại được thủ môn Xuân Hoàng. Cách thức tấn công của câu lạc bộ Hà Nội là luôn luôn đưa bóng ra biên với sơ đồ chiến thuật đó là 4-1-4-1. Hai Long đang làm tốt nhiệm vụ này nơi cánh phải, còn cánh trái Tuấn Hải vẫn chưa thấy sự năng nổ như trước kia. Đỗ Văn Toàn rất cố gắng chuyền bóng vào trong. Đông Á Thanh Hóa đang có phần chủ động là chưa chắc trên phần sân nhà. Nó cũng không đẩy đội hình lên cao như quãng đầu của trận đấu nữa. Ở những phút đã qua thì chúng ta cũng thấy là các cầu thủ Hà Nội đang dần nóng máy hơn. Tuấn Hải đường chuyền nhanh cho Văn Trường và qua người quá hay. Văn Trường vẫn còn cơ hội. Hài Lòng và xử lý lập cập nhưng vẫn là các cầu thủ bên phía câu lạc bộ Hà Nội. Tiếp tục là Hài Lòng. Văn Tùng đã không thể chạm bóng, bởi nếu chạm bóng thì anh sẽ rơi vào vị trí việt vị. Trước đó là những nỗ lực đến từ Xuân Mạnh rồi cả Hài Lòng để mang tới cơ hội cho các đồng đội ở phía trong. Trong pha bóng này thì Ngọc Hà cũng đã can thiệp vào nỗ lực xử lý đến từ Văn Trường. Phương án tấn công vừa rồi của câu lạc bộ Hà Nội là rất tốt nhưng sự kết nối và những vị trí của họ nó hơi dính nhau, do đó không có nhiều khoảng trống để tạo ra những pha di chuyển hay là dứt điểm. Những cầu thủ trẻ như Văn Trường cũng đã thể hiện khá tốt trong quãng thời gian vừa rồi. Hai Long vẫn đang tích cực, Văn Tùng cũng đang cố gắng thi đấu. Ngày hôm nay chắc chắn vị trí của Đậu Văn Toàn sẽ vất vả hơn rất nhiều khi phải theo sát đối với những tiền vệ Ngọc Hà Thái Sơn và Luis Antonio. Đường chuyền nhanh vào phía trong. Một pha can thiệp kịp thời của Xuân Mạnh. Kinh nghiệm của Xuân Mạnh vào lúc này là cần thiết để có thể hỗ trợ cho Kai Corona bên phía câu lạc bộ Hà Nội. Và chúng ta thấy các cầu thủ áo vàng đưa ra những quyết định xử lý nhanh, một chạm. Nó cũng là một xu hướng xử lý của họ kể từ đầu trận. Quả đá phạt góc được dành cho câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa. Hà Nội FC hiểu được rằng đây là điểm mạnh nhất của câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa.
không thể có được cú dứt điểm. Trước đó thì Viết Tú là người đã cố gắng chuyền bóng ở phía cột gần ngược trở lại phía sau. Những quả đá phạt cố định người thực hiện đó là Luis Antonio, nó cực kỳ nguy hiểm. Đó là đội hình của Đông Á Thanh Hóa, họ còn thiếu đi Gustavo, một trung vệ có khả năng không chiến rất tốt. Những tình huống triển khai bóng đầu tiên của câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa thì Ngọc Hà sẽ được kéo về và đá như một trung vệ. Đây là một cầu thủ được đào tạo có thể thi đấu ở cả vị trí trung vệ cũng như là tiền vệ phòng ngự. Thanh Long. Tiếp tục là Thanh Long. Bóng dài lên phía trên dành cho Iago Ramos. Văn Nam đang theo khá sát với mũi nhọn Iago Ramos bên phía câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa. Phút thứ 30 của trận đấu, tỷ số vẫn đang là 0-0. Cho đến thời điểm này, các cầu thủ câu lạc bộ Hà Nội họ làm tốt nhiệm vụ đó là phong tỏa các mũi nhọn của Đông Á Thanh Hóa. Cắt bóng vừa rồi là của Đậu Văn Toàn. Đây là một trận đấu mà Đậu Văn Toàn đã nhận được niềm tin từ huấn luyện viên Lê Đức Tuấn để thay thế cho Sa Hạ. Kể từ khi ra mắt câu lạc bộ Hà Nội trong trận đấu với câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh thì cựu cầu thủ của câu lạc bộ Thể Công Viettel vẫn chưa thể hiện được nhiều. Anh vẫn đang có phần nặng nề sau khi đã phải bắt nhịp với mùa giải mới muộn hơn so với các đồng đội. Và đó là lý do tại sao mà huấn luyện viên Lê Đức Tuấn ở trận đấu này đã sử dụng Đậu Văn Toàn ngay từ đầu. Văn Trường, Văn Tùng. Và mở bóng không mang lại nhiều cơ hội cho Hải Long. Nhưng Hải Long đã thể hiện tốt. Vẫn là các cầu thủ bên phía đội chủ nhà. Lucas Ribama. Iago Ramos có được sự tiếp ứng. Vẫn là Iago. Một đối một với Đậu Văn Toàn. Các cầu thủ áo trắng kịp thời lui về. Rất cố gắng để cứu bóng. Không được. Ngọc Hà đang có dấu hiệu bị đau. Và thủ thành Văn Hoàng bên phía câu lạc bộ Hà Nội đã chủ động ném bóng đi hết đường biên rộng. Vừa rồi là một loạt những tình huống tranh chấp cực kỳ quyết liệt của cầu thủ hai bên. Tính chất trận đấu nó rất quan trọng. Những pha va chạm, sự quyết tâm của các cầu thủ. Ngọc Hà đã chơi dũng cảm trong tình huống này. Chắc chắn rồi, cả anh và Văn Nam đang rất đau đớn. Anh Quang Long thân mến, bên cạnh cả tính chất quan trọng về vị trí rồi cơ hội của cả hai đội bóng tại LP Bank V-League 1 2024-2025, tôi còn nghĩ đến sự kình địch nữa. Đúng là như vậy. Đối mặt với đội bóng và đang đứng đầu bảng xếp hạng thì chắc chắn câu lạc bộ Hà Nội họ vẫn có những cầu thủ chất lượng trong đội hình. Sự quyết tâm ở trong những phút vừa qua là không thể thiếu của đoàn quân huấn luyện viên Lê Đức Tuấn. Ở mùa giải trước thì câu lạc bộ Hà Nội đã để thua 0-2 trên sân vận động Thanh Hóa. Trước đó thì họ thắng 2-1 trên sân nhà Hàng Đẫy. Nhìn chung thì trong những thống kê về những lần đối đầu gần nhất trong quãng thời gian gần đây thì hai đội bóng khá tương đồng với nhau về mặt kết quả. 6 trận đối đầu gần nhất ở mọi đấu trường thì Thanh Hóa và Hà Nội cũng chia nhau 2 trận thắng, còn lại là 2 trận hòa. Sau pha va chạm vừa rồi thì Văn Nam đang là cầu thủ bị đau. Đây là vết rách trên khuôn mặt của Amit. Pha va chạm đối với Văn Tùng. Hiệp 1 của trận đấu chắc chắn là sẽ được cộng thêm thời gian bù giờ khá nhiều bởi những va chạm và những vết đau của cầu thủ cả hai đội. Họ cần tới sự chăm sóc của các nhân viên y tế cũng như là các bác sĩ. Nếu như Văn Nam không tiếp tục thi đấu, cơn chấn thương nơi hàng phòng ngự, đặc biệt là các trung vệ của câu lạc bộ Hà Nội, huấn luyện viên Lê Đức Tuấn sẽ rất đau đầu. Văn Nam sẽ phải cần tới cáng để rời sân. Và chúng ta cũng vừa thấy là huấn luyện viên Lê Đức Tuấn cầm sa bàn và có những trao đổi
với các trợ lý của mình. Như vậy là Đình Hải đã sẵn sàng. Văn Nam không thi đấu thì ai sẽ đá vị trí trung vệ? Có thể là Xuân Mạnh. Theo cá nhân tôi nghĩ có thể sẽ là Xuân Mạnh. Đủ thể trạng, đủ kinh nghiệm. Có chăng thì Xuân Mạnh sẽ phải gò mình vào một vị trí trái với sở trường mà thôi. Cơn bão chấn thương đặc biệt nơi hàng phòng ngự vẫn chưa buông tha với câu lạc bộ Hà Nội, cụ thể là vị trí trung vệ. Những trung vệ ở đẳng cấp hàng đầu của họ như là Duy Mạnh hay Thành Trung không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu, và bây giờ người được lựa chọn thay thế là Văn Nam có dấu hiệu là không thể tiếp tục được trận đấu này. Nếu Xuân Mạnh đá vị trí trung vệ, Lê Văn Xuân sẽ đá bên phía hành lang cánh phải và Đình Hải sẽ đá hành lang cánh trái. Chúng ta đã được chứng kiến khá nhiều những diễn biến nóng bỏng và cả những nỗ lực dứt điểm của cả hai đội. Hãy cùng kỳ vọng trong cỡ khoảng hơn 10 phút còn lại của hiệp thi đấu đầu tiên này, bàn thắng sẽ tới trong trận đấu tâm điểm tại vòng 6 của LP Bank V-League 1 2024-2025. Và lúc này thì câu lạc bộ Hà Nội đang tạm thời thi đấu với 10 người trên sân. Hùng Dũng, bây giờ là Đậu Văn Toàn. Không thành công. Và như vậy là câu lạc bộ Hà Nội sẽ có sự thay đổi người đầu tiên trong trận đấu này. Ống đồng của Văn Nam đã băng kín. Như vậy là trung vệ trẻ Lê Văn Hà được tung vào sân chứ không phải là Đình Hải. Mùa hè vừa qua thì Lê Văn Hà đã góp mặt trong đội U21 của câu lạc bộ Hà Nội tham dự vòng chung kết U21 quốc gia. Ở mùa trước thì anh cũng đã có quãng thời gian trau dồi mình trong màu áo của câu lạc bộ Hòa Bình. Và bây giờ thì Lê Văn Hà được trao niềm tin. Thủ sinh năm 2004 đã được huấn luyện viên Lê Đức Tuấn đưa vào sân. Đây sẽ là cơ hội để cho cầu thủ trẻ 20 tuổi chứng minh mình. Lê Văn Hà sẽ có những phút đầu tiên được hít thở bầu không khí của LP Bank V-League 1. Sẽ là một trải nghiệm rất đáng nhớ với trung vệ trẻ bên phía câu lạc bộ Hà Nội. Lê Văn Xuân đường chuyền nhanh lên phía trên. Văn Tùng đang cố gắng chơi với đúng sở trường của mình. Anh cố gắng chơi rộng và di chuyển liên tục để kéo theo sự chú ý của các trung vệ ở phía trong bên phía câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa. Văn Tùng xử lý không thành công. Những phút vừa qua, một thế trận chắc chắn được hai đội bóng tạo ra và ngang ngửa. Câu lạc bộ Hà Nội họ cũng đã kiểm soát bóng tương đương đối với câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa. Đây là va chạm giữa Ngọc Hà và Đậu Văn Toàn. Ngọc Hà đã quá mải mê hướng sự chú ý tới trái bóng và đã có va chạm với Đậu Văn Toàn. Trong trận đấu derby mùa thu vừa rồi thì Đậu Văn Toàn cũng đã cán cột mốc 100 trận đấu ra sân cho câu lạc bộ Hà Nội trên tất cả các đấu trường. Ở mùa giải năm nay thì Đậu Văn Toàn đang cạnh tranh vị trí với tiền vệ phòng ngự ngoại bình Zaha. Bên phía câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa thì họ có một cầu thủ đang gặp vết đau, đó là Lucas Ribama. Anh xảy ra va chạm với Xuân Mạnh. Như vậy là Xuân Mạnh được điều động sang phía hành lang cánh trái, Lê Văn Xuân sang phía hành lang cánh phải, và bộ đôi trung vệ vào lúc này đang là Kai Colonna. Lê Văn Hà. Sự máu lửa của Đông Á Thanh Hóa ở trong trận đấu ngày hôm nay, anh Hoàng Hải ạ, các cầu thủ câu lạc bộ Hà Nội họ cũng đang kiểm soát tốt. Đông Á Thanh Hóa vẫn chưa có những phương án tấn công rực lửa thì đối đầu với những đội bóng trên sân nhà của họ. Câu lạc bộ Hà Nội tổ chức tấn công chưa hoàn hảo nhưng về mặt phòng ngự thì họ cũng đã thành công cho đến thời điểm này. Luis Antonio phạm lỗi với Lê Văn Xuân.
Như vậy là Lê Văn Xuân vẫn bám biên trái. Đỗ Văn Toàn sẽ thực hiện quả đá phạt này cho các cầu thủ áo trắng. Có lẽ là lời giải cho trận đấu sẽ xuất hiện với những tình huống cố định. Sau quãng đầu mà câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa chơi lấn lướt thì bây giờ họ đang gặp khó khăn. Bởi câu lạc bộ Hà Nội cũng đã có được thế trận cân bằng rồi. Pha ra vào bắt bóng vừa rồi của thủ môn Xuân Hoàng nó hơi với, nhưng anh vẫn làm chủ được tình hình. Phối hợp khá tốt ở biên. Và băng lên của Amit. Tuyến hai, Thái Sơn. Cú dứt điểm không thành công của đội trưởng bên phía câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa. Amit vẫn đang chơi khá cơ động với những tình huống di chuyển ở phía hành lang cánh phải. Nếu cầu thủ đang thi đấu năng nổ nhất bên phía Đông Á Thanh Hóa đó là Amit, không ai khác. Pha băng lên bắt tốc độ, tình huống di chuyển và những pha phối hợp và dứt điểm của Amit đang gây khó khăn khá nhiều cho hàng thủ của câu lạc bộ Hà Nội. Như vậy là Văn Nam có lẽ là gặp một chấn thương nặng rồi. Anh sẽ được đưa đi chụp chiếu ngay từ lúc này. Và bỏ bóng không thành công của Đậu Văn Toàn. Thái Sơn là người đã ngăn chặn kịp thời. Tiếp tục là Thái Sơn, đường chuyền nhanh. Amit khá nhịp nhàng. Sự nhịp nhàng đã mất đi sau một tình huống mở bóng nhanh nhưng không thành công của Ngọc Hạ. Bóng vẫn còn ở trong cuộc. Phút 41 rồi. Xuân Hoàng. Và chơi bóng bằng chân của Xuân Hoàng đã làm khó đồng đội. Đó là Viết Tú và khiến cho huấn luyện viên Veliza Popov cảm thấy tức tối. Có lẽ ở trong hiệp 2, huấn luyện viên Lê Đức Tuấn sẽ sử dụng cầu thủ dày dặn kinh nghiệm đó là Văn Quyết. Hùng Dũng. Văn Quyết đang cần thời gian nghỉ ngơi để lấy lại thể trạng tốt nhất. Ở mùa giải năm nay Văn Quyết cũng không có một thể trạng và cảm giác bóng tốt nhất để giúp cho câu lạc bộ Hà Nội có nhiều phương án tấn công đa dạng. Văn Tùng, vẫn là Văn Tùng, cơ hội để dứt điểm. Cú đá đã đưa trái bóng bay quá cao ở phía trong thì Tuấn Hải chờ một đường chuyền. Cơ hội đã đến với Văn Tùng sau những nỗ lực của Lê Văn Xuân rồi cả Văn Trường. Nhịp xử lý của Văn Tùng để vượt qua được Thái Bình. Và anh đã quyết định dứt điểm. Văn Tùng không có đủ sự tỉnh táo để quan sát vào phía trong nơi mà Tuấn Hải đang cực kỳ chống trải. Nhưng đó là một quyết định dễ hiểu thôi của một người đang đá ở vị trí tiền đạo cắm. Những cơ hội vẫn đến với cả hai đội. Tuy chưa thực sự rõ ràng, nhưng đó cũng là tín hiệu về việc bàn thắng có thể sẽ xuất hiện. Đường chuyền nhanh của Hùng Dũng. Lê Văn Xuân đá phía hành lang cánh trái nghịch với chân thuận của mình, nhưng Lê Văn Xuân kể từ đầu trận đang di chuyển một cách tích cực. Chúng ta cũng thấy được một màu sắc trong cách chơi của huấn luyện viên Lê Đức Tuấn ở quãng nửa sau của hiệp 1 này, đó là việc ông dồn trọng tâm lên bóng ở phía hành lang cánh trái. Xuân Mạnh thi đấu ở phía sau của Lê Văn Xuân. Tuấn Hải cũng thường xuyên di chuyển về phía hành lang cánh trái để phối hợp với Văn Xuân rồi cả Văn Trường. Có vẻ như huấn luyện viên Lê Đức Tuấn đã chơi với ba trung vệ Kai Corona và cầu thủ trẻ Văn Hà và Xuân Mạnh. Ông đã thay đổi đội hình. Hai Long sẽ đá bên phía hành lang cánh phải, còn Lê Văn Xuân sẽ đá hành lang cánh trái và dâng cao hơn.
Khá tốt. Cơ hội cho Tuấn Hải và Văn Tùng. Không được. Tuấn Hải đã không thể khống chế bóng xuôi xuống được, mà phải có thêm những nhịp xử lý để chờ Văn Tùng dâng lên. Những sự thay đổi về mặt chiến thuật liệu có giúp cho câu lạc bộ Hà Nội thi đấu tốt hơn hay không? Tuấn Hải và Văn Tùng bây giờ đang là hai tiền đạo phía trên. Iago Ramos không dễ để vượt qua được Xuân Mạnh. Không ngơi nghỉ với những cử chỉ của mình để chỉ đạo chiến thuật. Và xâm nhập không thành công của các cầu thủ áo vàng vào vòng cấm của câu lạc bộ Hà Nội. Phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp 1, tỷ số vẫn đang là 0 đều trong trận đấu giữa Đông Á Thanh Hóa và Hà Nội FC. Trận đấu thuộc khuôn khổ vòng đấu thứ 6 của LP Bank V-League 1 2024-2025. Đông Á Thanh Hóa đã tung ra được 10 pha dứt điểm, 2 pha trúng đích, còn câu lạc bộ Hà Nội tung ra được 5 pha dứt điểm và 2 pha trúng đích. Tỷ lệ tấn công của Đông Á Thanh Hóa nhiều hơn, nhưng điều quan trọng nhất đó là bàn thắng thì chưa thấy đâu. Như vậy là hiệp 1 của trận đấu sẽ có 5 phút bù giờ. Một quãng thời gian đủ để cả hai đội tạo ra được sự khác biệt trên bảng tỷ số. Và xử lý không thành công. Bóng đến chân các cầu thủ áo trắng. Tuấn Hải. Khá tốt, Văn Trường. Qua được Thanh Long, vẫn là Văn Trường. Mớm bóng về tuyến sau dứt điểm. Không thành công. Liên tiếp là những màn tranh chấp ở khu vực giữa sân. Rất ít những đợt tấn công, nhưng các cầu thủ câu lạc bộ Hà Nội họ đã tạo ra những pha bóng sóng gió và có thể dẫn đến bàn thắng. Rất tự tin với những tình huống phối hợp ở phạm vi hẹp. Tuấn Hải cú chia bóng vào trong. Xuân Hoàng đã rất chủ động để chiếm lĩnh được vị trí và đấm bóng ra. Trên tấn công của câu lạc bộ Hà Nội, Văn Trường vẫn đang thi đấu khá hay và tự tin. Vừa rồi là tình huống mà các cầu thủ câu lạc bộ Hà Nội cũng đã phạm lỗi. Đây là một tình huống phạm lỗi cần thiết của Cardona. Tình huống chống phản công. Thanh Long. Viết Tú. Cũng giống như Lê Văn Xuân thì Viết Tú đang phải đá ở hành lang cánh, không phải là thuận với chân của mình. Abid vẫn đang thi đấu bền bỉ, hoạt động liên tục. Tiếc rằng trong pha bóng vừa rồi của Abid đã không thành công. Chúng ta sẽ cùng xem lại những nỗ lực xử lý của Văn Trường. Một người có thể mang tới những bài đánh nhờ khả năng đột phá. Nhưng trong pha bóng này thì Văn Trường đã không dứt điểm mà quyết định mớm bóng cho Tuấn Hải. Thái Sơn đã kịp thời tạo ra một điểm ngăn chặn. Iago Ramos. Vẫn là Iago. Thái Sơn. Và xâm nhập của Thái Sơn. Lê Văn Xuân đã không thể phá được bóng lên và tiếp tục sẽ có phạt góc cho câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa. Đây chắc chắn các cầu thủ câu lạc bộ Hà Nội phải cực kỳ tập trung. Tình huống cố định của Đông Á Thanh Hóa luôn luôn nguy hiểm. Được bóng vào. Văn Hoàng đã nhận được sự hỗ trợ của Văn Tùng. Còn hơn một phút nữa thì hiệp 1 của trận đấu sẽ khép lại. Đỗ Hùng Dũng.
Ít nhất thì về mặt thế trận, cả hai đội bóng đã mang tới một hiệp đấu đầu tiên khá cân bằng. Sự khác biệt có lẽ về mặt thế trận chỉ đến ở quãng đầu mà thôi, khi mà câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa liên tiếp có được cơ hội. Yago Ramos, vẫn là Yago. Yago Ramos đã không thể tạo ra được một dấu ấn đặc biệt nào sau nỗ lực vừa rồi, bởi anh nhận được sự truy cản quyết liệt đến từ Kai Colonna, người cho tới lúc này có lẽ là đã quen thuộc với các khán giả hâm mộ của bóng đá Việt Nam. Kai Colonna chưa vắng mặt trong một trận đấu nào cả kể từ đầu mùa của câu lạc bộ Hà Nội. Anh thậm chí đã có được những cơ hội để đá cặp với khá nhiều những trung vệ khác nhau, như là Thành Trung, như là Lê Văn Hà. Lê Văn Xuân, Đỗ Hùng Dũng, vẫn là các cầu thủ áo trắng. Sự nhịp nhàng mất đi và cơ hội được mở ra cho Đông Á Thanh Hóa. Bóng được mớm xuống cho Luis Antonio, trả lại và dứt điểm nhưng không thành công. Những pha dứt điểm cuối cùng của các cầu thủ Đông Á Thanh Hóa kể từ đầu trận đang thiếu đi một đôi chút cái duyên, thiếu đi đôi chút cái trơn tru mà thôi. Đông Á Thanh Hóa vẫn rất nguy hiểm với những tình huống mà họ đoạt được bóng ở khu vực giữa sân và sau đó phối hợp nhanh, chuyển trạng thái và tạo ra những sự uy hiếp. Và đá phạt góc tiếp theo, Thái Sơn, bóng được treo vào trong. Và như vậy là hiệp 1 trận đấu tâm điểm vòng 6 của LP Bank V-League 1 2024-2025 giữa Đông Á Thanh Hóa và Hà Nội FC đã khép lại với tỷ số hòa không đều. Đội chủ nhà là đội bóng đã nhập cuộc nhanh, ấn tượng hơn, nhưng họ đã không thể chọc thủng lưới được câu lạc bộ Hà Nội. Quãng nửa sau của hiệp đấu đầu tiên thì thế trận đã trở nên cân bằng hơn, nhưng vào lúc này thì chúng ta vẫn đang phải chờ đợi bàn thắng đầu tiên xuất hiện trong trận đấu tâm điểm của vòng 6 này. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ tạm nghỉ trong ít phút trước khi đến với hiệp thi đấu thứ hai. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng trở lại với sân vận động Thanh Hóa để tiếp tục dõi theo những diễn biến sẽ có trong hiệp thi đấu thứ hai, trận đấu giữa Đông Á Thanh Hóa và Hà Nội FC. Kết thúc hiệp đấu đầu tiên thì hai đội bóng đang hòa nhau với tỷ số không đều. Quãng đầu của hiệp đấu đầu tiên là quãng thời gian mà các cổ động viên của đội chủ nhà cảm thấy rất hưng phấn với những gì mà các cầu thủ con cưng của họ thể hiện khi liên tiếp những cơ hội được tạo ra. Và bây giờ thì chúng ta sẽ chú ý đến việc câu lạc bộ Hà Nội sẽ có sự điều chỉnh nhân sự. Bóng dáng của chiếc áo số 10 quen thuộc sẽ xuất hiện trên sân vận động Thanh Hóa. Như vậy là Đậu Văn Toàn sẽ nhường lại vị trí cho Văn Quyết. Gustavo đang ngồi với những người đồng đội của mình cũng như là gia đình của anh. Một trận đấu mà câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa không có được sự phục vụ của Gustavo, nhưng những người đang đảm nhiệm vị trí của anh, đó là Văn Lợi và Thanh Long, đều đang chơi khá ổn và giúp cho khung thành của thủ thành Xuân Hoàng cho tới lúc này duy trì được một sự an toàn khá tốt. Trong hiệp 1, các cầu thủ Đông Á Thanh Hóa tung ra được 11 pha dứt điểm, 2 pha trúng đích. Câu lạc bộ Hà Nội có 6 pha dứt điểm và 2 pha trúng đích. Đông Á Thanh Hóa đã thi đấu tấn công tốt hơn. Như vậy là Đỗ Văn Toàn và Văn Tùng rời sân, Văn Quyết và Xuân Tú vào sân. Xuân Tú vừa có cái bắt tay với Yago Ramos. Họ đã từng là đồng đội của nhau trong màu áo của câu lạc bộ Quảng Nam. Và như vậy là hiệp 2 của trận đấu đã bắt đầu. Trong hiệp 2 này thì các cầu thủ bên phía đội khách câu lạc bộ Hà Nội với trang phục áo trắng quần trắng bảo vệ khung thành phía bên trái màn hình quý vị và các bạn. Điều mà chúng ta chờ đợi đó là bàn thắng vẫn chưa xuất hiện. Chúng ta cũng sẽ kỳ vọng hiệp 2 của trận đấu những bàn thắng sẽ đến với sân vận động Thanh Hóa và khiến cho trận đấu sẽ trở nên hấp dẫn hơn nữa.
Hai đội bóng cũng đã thi đấu đầy nỗ lực trong hiệp đấu đầu tiên. Những câu chuyện trên mặt trận tấn công thì cả hai đều chưa có được sự hiệu quả. Luis Antonio, huấn luyện viên Lê Đức Tuấn đang thay đổi đội hình, đó là 3-4-2-1. Văn Quyết đá cao nhất và những cầu thủ đá hộ công phía sau Văn Quyết đó là Xuân Tú và Tuấn Hải. Tuấn Hải đã chuyển sang bên phía hành lang cánh phải rồi. Xuân Tú đá lệch trái. Ngày hôm nay huấn luyện viên Lê Đức Tuấn không sử dụng các ngoại binh. Ở trong hiệp 1, câu lạc bộ Hà Nội cũng đã thi đấu ổn. Đó là việc tổ chức phòng ngự kín kẽ và cũng đã hạn chế khá nhiều những đợt tấn công của các mũi nhọn bên phía Đông Á Thanh Hóa. Viết Tú. Một tứ vệ Viết Tú, Thanh Bình, Văn Lợi và Thanh Long vẫn đang giữ vị trí khá tốt bên phía đội chủ nhà. Lucas Ribama không thể khống chế thành công. Pha lên bóng dành cho các cầu thủ đội khách. Văn Trường không thể vượt qua được Luis Antonio. Và Văn Trường đã phạm lỗi. Một chiếc thẻ vàng được rút ra dành cho Văn Trường. Trong hòa bóng vừa rồi, Văn Trường nếu như truyền cho đồng đội sẽ thuận lợi hơn. Với việc chần chừ của mình đã để cho Luis Antonio giành lại bóng, buộc Văn Trường phải phạm lỗi và nhận một tấm thẻ vàng. Như vậy Văn Trường là cầu thủ đầu tiên trong trận đấu này phải nhận thẻ vàng đến từ trọng tài Nguyễn Viết Duẩn. Và đá phạt được dành cho các cầu thủ Đông Á Thanh Hóa. Và đứng trước bóng như thường lệ là Luis Antonio. Chuyền bóng vào. Tiếp tục là Văn Trường. Và một lần nữa anh bị ngăn cản bởi Luis Antonio. Trọng tài xác định là ném biên cho các cầu thủ áo vàng. Ông Viết Duẩn cũng gọi Văn Trường lại để có những nhắc nhở về thái độ. Cần phải giữ điểm tĩnh hơn. Trước đó thì Văn Trường cũng đã phải nhận thẻ vàng. Băng xuống rất nhanh của Iago Ramos, nhưng anh đã bị theo sát bởi Xuân Mạnh. Lỗi của Iago Ramos. Những pha xoạc bóng từ phía sau. Bây giờ bóng đá V-League có va rồi thì chắc chắn trọng tài sẽ xem xét để đưa ra tấm thẻ chuẩn xác nhất. Đây cũng là một pha bóng mà Xuân Mạnh cho thấy được kinh nghiệm của mình với những nhịp che chắn nhanh, làm khó Iago Ramos. Không có được sự ăn ý và quyết đoán trong những quyết định xử lý. Sẽ có quả ném biên được dành cho câu lạc bộ Hà Nội. Văn Quyết vào sân chắc chắn rồi sẽ là một mối đe dọa với hệ thống phòng ngự của câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa. Khá tốt. Bây giờ là Xuân Tú. Làm gì? Không được. Tiếp tục là Tuấn Hải. Vẫn không được. Vẫn là Tuấn Hải ở sát với đáy biển. Không thành công. Trước đó thì là thủ thành Xuân Hoàng và Văn Lợi là những người đã nỗ lực ngăn cản những tình huống đưa bóng vào trong của Xuân Tú và Tuấn Hải. Chúng ta sẽ cùng xem lại một tình huống tỉa bóng vào nách hàng phòng ngự đối phương tốt đến từ Hài Lòng để Xuân Tú thoa xuống. Liên tiếp là những nỗ lực đưa bóng vào trong và đều bị ngăn cản. Như vậy người đã ngăn cản nỗ lực đưa bóng vào trong của Tuấn Hải là Thái Bình chứ không phải là Văn Lợi. Xuân Hoàng đã ổn và trận đấu được tiếp tục. Ở vòng đấu trước, chính Văn Quyết là người đã kiến tạo để cho Hài Lòng ghi bàn cũng từ một quả đá phạt góc. FC sẽ khai thác quả đá phạt góc này như thế nào đây? Xuân Tú thì đang cố gắng tạo ra những sự nhiễu loạn ở phía trước của thủ thành Xuân Hoàng. Văn Quyết đưa bóng vào. Nguy hiểm. Tiếng còi đã vang lên rồi.
Bóng đã đi hết đường biên ngang từ quả đá phạt góc của Văn Quyết. Trợ lý trọng tài đã phất cờ. Ở những phút đầu tiên của hiệp 2, câu lạc bộ Hà Nội đang thi đấu được coi là tốt hơn và họ đã có những phương án tấn công và gây nguy hiểm. Thái Sơn rất cố gắng bảo vệ quyền kiểm soát bóng. Luis Antonio lùi sâu để tham gia vào khâu phát triển bóng lên. Tiếp tục là Luis Antonio, đường truyền bị bắt bài bởi Đỗ Hồng Dũng. Trong pha bóng vừa rồi đã ra dấu với các đồng đội anh sẽ xử lý tốt hơn trong những tình huống tiếp theo. Đúng là như vậy, nhưng trong pha bóng vừa rồi thì Luis Antonio cũng đã ra ngăn chặn hài lòng. Trận đấu mà các cầu thủ câu lạc bộ Hà Nội đang thi đấu rất cố gắng và tạt bóng vừa rồi là của Hải Long. Trận đấu vẫn đang được tiếp tục. Trọng tài không thổi phạt cầu thủ bên phía đội chủ nhà. Yago Ramos và đẩy bóng và lướt đi quen thuộc, vẫn là Yago. Thái Sơn đang dâng lên. Thái Sơn, Lucas Ribama cố gắng khống chế và cũng đã không giữ được thăng bằng. Nhưng vẫn là các cầu thủ chủ nhà với những nỗ lực tiếp theo của mình. Amit không hiệu quả. Một phút vừa qua nhịp độ trận đấu diễn ra nhanh hơn khi mà cả hai đội bóng đều chơi tổ chức tấn công. Hài lòng. Đường chuyền quá khó của Kai Corona dành cho Hài Lòng trong pha bóng vừa rồi. Amit. Đội khách vẫn đang tổ chức phòng ngự một cách kín kẽ. Những phương án giành bóng và chất lượng đường truyền lên phía trên trong pha bóng vừa rồi là của Hùng Dũng đã không đúng địa chỉ. Góc hạ. Những diễn biến ở trên sân đã gợi nhớ cho chúng ta tới những gì mà hai đội thể hiện trong trận chung kết của Cúp Quốc gia ở mùa giải 2023-2024. Xuân Hoàng thêm một pha xử lý nữa không ổn của Xuân Hoàng và khiến cho luyện viên Popov không thể vui nổi. Mọi thứ cần xử lý đơn giản hơn, gọn hơn. Một pha xử lý không thành công thậm chí còn khiến cho đội khách được hưởng một quả ném biên. Hài lòng. Vẫn là những tình huống xử lý lắt léo. Văn Trường, Hùng Dũng chưa thể tìm ra được kẽ hở. Bóng tiếp tục được mở sang phải dành cho Hài Lòng và tạt vào trong. Đánh đầu không được. Quả tạt khá tốt đến từ Hài Lòng, hướng trái bóng vào phía trong dành cho Phạm Tuấn Hải. Tuấn Hải đã có được khoảng trống ở giữa bộ đội trung vệ Thanh Long và Văn Lợi, nhưng cú đánh đầu của anh đã khiến cho trái bóng đi không trúng đích. Hơi khó cho Tuấn Hải trong pha bóng vừa rồi, khi anh băng vào thì Hài Lòng đã tạt bóng ngược ra. Nhưng đối với câu lạc bộ Hà Nội ở đầu hiệp 2, họ đang tấn công tốt bên phía hành lang cánh phải. Hài Lòng vẫn là cầu thủ thi đấu năng nổ nhất. Hùng Dũng, Kai Corona, Hài Lòng xin bóng. Văn Trường, Văn Trường có thể coi là điểm sáng bên phía câu lạc bộ Hà Nội kể từ đầu trận. Đường chuyền tốt của Hùng Dũng, Văn Quyết không thể phối hợp thành công.
Văn Quyết cũng không thể xoay được sang phía hành lang cánh trái, nơi mà Xuân Tú khá chống chặn. Các cầu thủ áo vàng đã áp sát rất nhanh. Văn Trường đang đá cặp tiền vệ trung tâm với Đỗ Hùng Dũng, một vị trí mà huấn luyện viên Kim Sang Sik trong đợt tập trung của đội tuyển quốc gia ở tháng 9 đã trao cơ hội cho Văn Trường trong những trận đấu của đội tuyển Việt Nam với đội tuyển Nga và đội tuyển Thái Lan. Lợi thế cho các cầu thủ bên phía câu lạc bộ Hà Nội. Văn Quyết rất chống chải, một đối một, qua được thủ môn và dứt điểm. Vào! Nhưng không, trợ lý trọng tài đã phất cờ. Có lẽ cần phải xem lại pha quay chậm anh Hoàng Hải ạ. Để xem Văn Quyết có vịt vị hay không. Vừa rồi tình huống di chuyển và chuyền bóng rất tốt của các cầu thủ câu lạc bộ Hà Nội. Điểm nhấn đầu tiên được tạo ra bởi Văn Quyết. Đây là một trận đấu có sử dụng công nghệ VAR. Chúng ta sẽ cùng ngay lập tức được xem lại tình huống quay chậm này. Pha di chuyển để phá bẫy việt vị rất tốt của Văn Quyết. Góc máy này thì mọi thứ vẫn đang ở mức độ nhạy cảm mà thôi. Nhưng sau đó thì Văn Quyết đã rất bình tĩnh với kinh nghiệm và đẳng cấp của mình để vượt qua được Xuân Hoàng, sau đó dứt điểm. Nhưng bây giờ điều chúng ta quan tâm nhất không phải là pha xử lý qua người và dứt điểm gọn gàng này, mà là việc liệu Văn Quyết đã việt vị hay chưa. Trọng tài Nguyễn Viết Duẩn đang có các trao đổi với các trọng tài Đỗ Khánh Nam và Nguyễn Trung Hậu. Tính chất của trận đấu là rất quan trọng và phải có những sự bàn bạc kỹ lưỡng, những sự trao đổi. Mấu chốt ở tình huống này đó là một pha lùi về của Văn Lợi, trong khi Thanh Long thì đang cố gắng giật lên và răng bẫy việt vị. Sau đó thì Văn Quyết như thường lệ đã cho thấy được kinh nghiệm và đẳng cấp của mình sau gần 2 thập kỷ gắn bó với giải đấu hạng cao nhất của bóng đá Việt Nam. Hãy cùng chờ quyết định của trọng tài Nguyễn Viết Duẩn. Nếu đây là bàn thắng hợp lệ thì chắc chắn huấn luyện viên Lê Đức Tuấn đã có sự thay đổi về mặt con người, về mặt chiến thuật thành công. Bước vào trận đấu này, huấn luyện viên Lê Đức Tuấn không sử dụng ngoại binh, luôn luôn là những cầu thủ nội binh. Văn Tùng, Văn Trường cũng đã thể hiện tốt. Và bây giờ, cầu thủ kỳ cựu Văn Quyết đã được tung vào sân. Chúng ta sẽ cùng xem lại một tình huống xử lý và đường chuyền nhanh đến từ Hài Lòng. Tôi thích cái cách Văn Quyết mà một hai bước giật về, xong đó mới băng lên để phá bẫy việt vị. Văn Quyết đang là sự khác biệt sau khi anh xuất hiện kể từ quãng đầu của hiệp thi đấu thứ hai. Rất căng thẳng và đáng được chờ đợi. Ngày hôm nay, huấn luyện viên Lê Đức Tuấn đã cất Văn Quyết trên băng ghế dự bị để bảo dưỡng và đem đến thể trạng tốt nhất cho Văn Quyết. Được tung vào sân trong hiệp 2, Văn Quyết đã để lại dấu ấn của mình. Phút thứ 60 của trận đấu rồi, tỷ số vẫn đang là 0-0. Anh Quang Long, theo cảm quan của mắt thường thì anh đánh giá như thế nào về tình huống này? Theo cảm quan của tôi thì Văn Quyết chưa rơi vào thế việt vị. Cái nhịp giật về là để tránh việt vị của Văn Quyết, sau đó mới băng lên. Nó rất là hợp lý, nhưng quan trọng là vẫn là trọng tài mà thôi. Việt vị mất rồi, thật sự đáng tiếc cho câu lạc bộ Hà Nội. Dẫu sao thì Văn Quyết một lần nữa đã khẳng định được tại sao anh là mối hiểm họa với câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa trong hiệp thi đấu thứ hai này. Trận đấu được tiếp tục. Đó sẽ là một lời cảnh tỉnh có sức nặng với hệ thống của câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa. Họ cần phải chơi mạnh mẽ hơn trên mặt trận tấn công. Vẫn là những rắc rối ở trước vòng 5m50 của câu lạc bộ Hà Nội. Xuân Tú đang rất cố gắng băng lên.
Với những gì đã thể hiện kể từ đầu trận thì Xuân Hoàng sẽ phải làm việc rất nhiều để có thể cải thiện được khả năng chơi bóng bằng chân của mình. Ở trong hiệp 2, câu lạc bộ Hà Nội đã chơi tốt hơn so với đội chủ nhà. Họ kiểm soát bóng nhỉnh hơn và tổ chức tấn công nhiều. Hải Long không thể đột nhập được vào trong trước sự truy cản của Thái Sơn. Trọng tài thổi phạt Văn Trường. Trước đó thì Văn Trường đã phải nhận thẻ vàng rồi. Văn Trường đang thi đấu cực kỳ tích cực, di chuyển rất nhiều và những pha tranh chấp, nhưng cần phải tiết chế lại một chút khi mà đã nhận thẻ vàng của trọng tài. Ngọc Hà một lần nữa bị đau. Trong hiệp 1 thì Ngọc Hà cũng đã có một tình huống va chạm quyết liệt với Văn Nam, khiến cho Văn Nam phải rời sân vì chấn thương. Lại có thêm những trao đổi, chắc chắn là liên quan đến tình huống va chạm giữa Văn Trường và Ngọc Hà. Không có vấn đề gì xảy ra cả, trận đấu được tiếp tục. Xuân Tú, Xuân Mạnh và mở bóng dọc biên đã không thành công. Thanh Long, bây giờ là Ngọc Hà. Sau khi Xuân Tú được tung vào sân thì Tuấn Hải đã được kéo vào đá như một tiền đạo mũi nhọn. Ở phía sau của anh là Văn Quyết. Xuân Tú sẽ đảm nhiệm vị trí của Tuấn Hải. Số 9 bên phía câu lạc bộ Hà Nội bị thổi phạt. Huấn luyện viên Lê Đức Tuấn thì cũng có những phản ứng với trợ lý trọng tài. Rất có thể huấn luyện viên Lê Đức Tuấn sẽ phải nhận án phạt. Đúng như vậy. Thẻ vàng dành cho huấn luyện viên Lê Đức Tuấn. Huấn luyện viên Lê Đức Tuấn tiết chế. Đúng là như vậy, huấn luyện viên Lê Đức Tuấn là một người cực kỳ nóng tính. Có lẽ đó là một cái tì vai hợp lý của Tuấn Hải. Trợ lý trọng tài cũng đã ra dấu đó là tình huống phạm lỗi của Tuấn Hải. Trận đấu đang dần được nêm chặt bởi những kịch tính. Trong buổi chiều ngày hôm nay có 3 trận đấu còn lại của vòng 6 LP Bank V-League 1 2024-2025. Trong trận đấu đã kết thúc thì câu lạc bộ Quảng Nam hòa không đều với đội bóng đứng ở vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng sau 5 vòng đấu, đó là Thế Công Viettel. Ở trận đấu này thì chúng ta cũng thấy một Hùng Dũng chơi bền bỉ hơn so với những gì mà anh đã thể hiện trong những trận đấu đã qua bên phía câu lạc bộ Hà Nội. Và đẩy bóng quá dài, đường chuyền nhanh lên phía trên, Lucas Ribama dứt điểm. Goal! 1-0 cho Đông Đoàn Thanh Hóa. Chỉ một chút hớ hình nơi tuyến tiền vệ của câu lạc bộ Hà Nội và họ phải trả giá bởi một tình huống tấn công sắc lẹm, một đòn hồi mã thương rất nhanh của câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa. Đây là cá tính của họ, đây là điểm mạnh của họ, nó được thể hiện trên sân nhà. Và dứt điểm rất gọn gàng, lạnh lùng và cực kỳ hiệu quả của Lucas Ribama. Người đã mắc sai lầm trong tình huống vừa rồi đó là Đỗ Hùng Dũng, thật trớ trêu. Sau khi tình huống Văn Quyết đưa bóng vào lưới không được công nhận là bàn thắng sau thẻ vàng của huấn luyện viên Đức Tuấn vì những phản ứng, thì đội bóng của ông bây giờ phải đón nhận thêm những khó khăn. Đường chuyền lại rất nhanh của Amit.
Lê Văn Hà đã cố gắng ấn tượng. Một nhịp không chế bóng bằng trọng chế đỡ ấn tượng. Bóng xuôi ra phía trước. Một nhịp không chế bóng bằng chân trái gọn gàng. Và cũng là cái chân trái ấy tung ra một cú dứt điểm. 1-0 rồi cho Đông Á Thanh Hóa. Niềm vui là ngất ngây. Bởi vào lúc này Đông Á Thanh Hóa đang dẫn trước. Lựa chọn của huấn luyện viên Veliza Popov đã đúng. Tính chiến đấu của các học trò của ông một lần nữa nâng bước câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa. Amit là biểu trưng cho những gì mà Đông Á Thanh Hóa đang làm được trong trận đấu này. Tôi tiếc cho câu lạc bộ Hà Nội. Ở trong hiệp 2 họ đang thi đấu tốt hơn so với đội chủ nhà. Nhưng từ một tình huống sai lầm thôi, họ đã phải trả giá. Bây giờ chắc chắn tinh thần của các cầu thủ câu lạc bộ Hà Nội phải quyết tâm hơn để có bàn thắng quân mình tỷ số. Còn Đông Á Thanh Hóa họ đã mở tỷ số trên sân nhà. Những đôi chân của các cầu thủ Đông Á Thanh Hóa sẽ thanh thoát hơn rất nhiều. Chúng ta đều hiểu đây là một trận đấu mang tính chất 6 điểm. Đội bóng nào giành được chiến thắng thì sẽ nhiều khả năng chiếm lĩnh được vị trí dẫn đầu bảng. Còn đội bóng nào để thua có thể sẽ bị tụt lại trong cuộc đua, cho dù đây mới chỉ là những trận đấu đầu tiên của mùa giải mà thôi. Kai Colonna, bây giờ thì câu lạc bộ Hà Nội sẽ đẩy đội hình lên. Vẫn là Kai Colonna, lỗi của Đoàn Ngọc Hạo. Thẻ vàng được rút ra dành cho số 29. Sự thay thế Doãn Ngọc Tần, Ngọc Hà đang cho thấy chắc chắn nơi tuyến giữa. Mặc dù còn thiếu về mặt kinh nghiệm nhưng cái tự tin của cầu thủ trẻ 20 tuổi cũng đã cho thấy dấu ấn của mình. Liệu Hà Nội FC có một lần nữa rượt đuổi tỷ số thành công hay không? Cố gắng tiếp cận và dứt điểm. Không vào. Không việt vị nhưng không có bàn thắng cho câu lạc bộ Hà Nội. Đưa được bóng vào lưới thì vẫn quyết việt vị, không đưa được bóng vào lưới trong một tình huống không việt vị. Quá đáng tiếc. Chúng ta sẽ cùng xem lại tình huống này. Khá nhạy cảm với pha băng xuống của Kai Colonna. Rất đáng tiếc cho câu lạc bộ Hà Nội. Họ chưa thể có được bàn thắng gỡ hòa và Đông Á Thanh Hóa thì vẫn đang tỏ ra rất nguy hiểm. Trong quãng thi đấu ở nửa đầu của hiệp 2 này thì câu lạc bộ Hà Nội chơi lấn lướt hơn. Nhưng chỉ trong một tình huống thôi thì Đông Á Thanh Hóa, đội bóng đang dẫn đầu bảng, có được sự hiệu quả tối đa với cú dứt điểm của Lucas Ribama. Văn Quyết, Xuân Tú, cơ hội, Xuân Tú, bóng có lăn vào lưới không? Bóng được phá ra trước câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa. Tiếp tục là Văn Quyết. Và sau cùng thì bóng đã nằm gọn trong tay của Xuân Hoàng, phát động tấn công nhanh ngay lập tức. Kai Colonna đã theo sát với Lucas Ribama trong tình huống vừa rồi. Phút thứ 70 rồi, chắc chắn tốc độ sẽ diễn ra nhanh hơn khi mà câu lạc bộ Hà Nội họ phải khẩn trương và tổ chức tấn công. Thì đó sẽ là quãng thời gian để cho Đông Á Thanh Hóa họ tổ chức phản công. Chúng ta sẽ cùng xem lại tình huống mà Tuấn Hải đã rất cố gắng để chuyền bóng cho Xuân Tú. Và người hùng của Đông Á Thanh Hóa trong pha bóng này là trung vệ Vật Lợi. Anh đã phá bóng ngay trên vạch vôi. Một pha phối hợp của bộ ba Xuân Tú, Tuấn Hải và Văn Quyết. Nhưng Vật Lợi là người hay nhất để cứu thua cho đội nhà. Bây giờ thì câu lạc bộ Hà Nội sẽ phải chơi tất tẩy. Nếu như để thua trong trận đấu này thì có lẽ nó sẽ là tột cùng của sự thất vọng sau những gì mà họ đã thể hiện trong quãng thời gian gần đây. Và chúng ta vẫn chưa thấy huấn luyện viên Lê Đức Tuấn tung những ngoại binh như là Joao Pedro vào sân.
rồi cả Zaha nữa. Cướp được bóng vào khu vực giữa sân. Thái Sơn đợi đồng đội dâng lên ở phía hành lang cánh trái. Thái Bình đã kịp thời góp mặt. Hùng Dũng và mở bóng non lực. Hùng Dũng đã chơi khá ổn kể từ đầu trận nhưng chỉ trong một pha bóng thôi, anh đã khiến cho câu lạc bộ của mình phải nhận bàn thua. Câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa có bóng ở khu vực giữa sân. Hoàng Thái Bình quả tạt quen thuộc. Bóng đã không thể vượt qua được Kai Colonna. Hài lòng. Khá tốt. Bây giờ là Văn Trường đang cầm bóng cho câu lạc bộ Hà Nội. Câu lạc bộ Hà Nội đang dao động về mặt tâm lý, do đó những quả chuyền của họ thiếu đi độ chính xác. Tiếp tục là Văn Trường và Hùng Dũng không có được sự kết nối. Lucas Ribama. Không hiểu ý nhau. Văn Quyết. Vẫn là Văn Quyết. Dứt điểm. Như vậy là Văn Quyết một lần nữa rơi vào vị trí việt vị. Máu lửa lên. Đó là thông điệp mà Văn Quyết đã gửi gắm cho những người đàn em của mình. Phải máu lửa thôi khi mà câu lạc bộ Hà Nội đang bị dẫn trước. Vòng đấu tiếp theo thì Đông Á Thanh Hóa sẽ đến làm khách trên sân của câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An. Đội bóng đang nằm ở nhóm cuối. Yago Ramos cố gắng thoát xuống. Yago trả về tuyến sau. Một cú dứt điểm phung phí cơ hội của Ngọc Hà bên phía câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa. Cứ mỗi lần các cầu thủ ở trong sân bên phía đội chủ nhà xử lý có phần vô duyên là chúng ta ngay lập tức thấy được phản ứng của huấn luyện viên Veli Zapopov, một người luôn hướng câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa đến lối chơi thực dụng và hiệu quả. Đúng là sau khi có bàn thắng, các thủ Đông Á Thanh Hóa họ đã giải tỏa về mặt tâm lý ở trong hiệp 2. Lucas Ribama và xuống bóng khá ổn. Bây giờ là Yago Ramos. Yago đã không có được sự quan sát ở phía hành lang cánh trái, nơi mà Thái Sơn đang khá chống trả. Chắc chắn rồi trong những phút sắp tới thì cả hai đội bóng với những ý tưởng chơi của mình, đặc biệt là câu lạc bộ Hà Nội, sẽ để lộ ra những khoảng trống ở phía sau lưng. Sẽ phải thận trọng. Nhưng ở thế này thì câu lạc bộ Hà Nội buộc phải dâng cao đội hình thôi. Sau khi bị thủng lưới, câu lạc bộ Hà Nội có những pha chuyền bóng hỏng rất nhiều. Họ đã vội vàng và đã thiếu đi độ chính xác và đưa ra quyết định đường chuyền thuận lợi cho đồng đội. Trong lần đầu tiên được ra sân mùa giải năm nay thì Lê Văn Hà đã có những trải nghiệm không mấy dễ chịu. Anh đã chơi rất cố gắng nhưng trong tình huống mang tính quyết định thì anh đã không thể cắt được bóng để cho Lucas Ribama thoát xuống. Sau vòng đấu này thì câu lạc bộ Hà Nội sẽ trở về sân nhà hàng đẫy và đối thủ của họ là một đối thủ rất nhiều duyên nợ. Đó chính là câu lạc bộ Hải Phòng. Trận đấu giữa câu lạc bộ Hà Nội và câu lạc bộ Hải Phòng có thể coi là tâm điểm ở vòng đấu thứ 7. Thái Sơn không thành công nhưng vẫn có được sự tiếp ứng kịp thời. Sút bóng. Đội chủ nhà đang chơi vùng lên. Biết rằng đối thủ đang dâng cao đội hình và bây giờ những phương án tấn công nhanh nó xem đã đem lại sự hiệu quả cao. Văn Trường.
Lê Văn Xuân. Không có nhiều phương án để chuyền bóng. Bây giờ thì câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa đã lùi phần lớn đội hình về phần sân nhà và cố gắng tạo ra nhiều những lớp làng phòng ngự. Cái trời khá giống với những gì mà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã khiến cho câu lạc bộ Hà Nội gặp khó khăn ở vòng đấu trước. Hay ở vòng đấu đầu tiên là câu lạc bộ Quy Nhơn Bình Định. Tranh chấp và che chắn tốt. Lợi thế không phải, vẫn là bóng trọng trận của Đông Á Thanh Hóa. Dứt điểm, không được. Sẽ có phạt góc dành cho Đông Á Thanh Hóa, nhưng trong pha bóng vừa rồi thì huấn luyện viên Veliza Popov mong mỏi các học trò có thể tận dụng được, bởi đó là một pha bóng ở thế 3-2. Sau những nỗ lực để có thể kiểm soát được trái bóng của Ribama, bóng đã đến chân của Iago Ramos. Anh đã không phối hợp với đồng đội ở phía cánh phải đang dâng lên rất nhanh, hay cả tình huống chạy chỗ của Lucas Ribama nữa, mà thay vào đó là một cú dứt điểm. Nếu như có đường chuyền sang phía bên phải cho đồng đội, nó sẽ tốt hơn. Luis Antonio. Bóng đã được phá ra, nhưng vẫn trong quyền kiểm soát của Đông Á Thanh Hóa. Và trèo bóng vào quá sâu của Ngọc Hạ. Như vậy là Chaha đã được tung vào sân để thay thế cho vị trí của Hùng Dũng. Bây giờ huấn luyện viên Lê Đức Tuấn mới tung ngoại binh vào sân. Trong quãng thời gian vừa qua, sau khi để cho Đông Á Thanh Hóa có bàn thắng vươn lên dẫn trước, tuyến giữa của câu lạc bộ Hà Nội đã không còn làm chủ được tình hình. Ngày hôm nay thì Luis Antonio có xu hướng là hỗ trợ cho tuyến sau, nhưng bây giờ là cơ hội dành cho Xuân Tú. Làm gì? Không thành công. Pha đi bóng là tốt rồi, nhưng đường chuyền cuối cùng cần phải chính xác hơn nữa. Trong pha bóng vừa rồi cũng phải khen ngợi nỗ lực của Ngọc Hà để theo Xuân Tú tới cùng. Bây giờ là những giây phút thử thách sự tập trung của câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa. Tuấn Hải. Bóng đang treo cây nêu và không khó với Xuân Hoàng. Ném bóng lên rất nhanh. Ném biên nhanh. Trọng tài Viết Duẩn đã yêu cầu các cầu thủ bên phía câu lạc bộ Hà Nội thực hiện lại quả ném biên. Không phải, cầu thủ áo vàng đã bị thổi phạt. Cách biệt chỉ là một bàn. Mọi chuyện đều có thể xảy ra trong những phút cuối. Nhưng nếu Hà Nội cứ đá như tình huống chuyền bóng vừa rồi của Xuân Mạnh thì một bàn ấy nghe thì rất gần, nhưng thực tế lại rất xa. Nhưng có bàn thắng gỡ hòa, các cầu thủ câu lạc bộ Hà Nội cần phải bình tĩnh hơn. Và đầy bóng quen thuộc là của Amit. Nếu được phép chấm điểm cho tinh thần thi đấu của Amit kể từ đầu trận thì tôi mạnh dạn dành cho anh điểm 9,5, thậm chí là 10. Nhưng vừa rồi thì là một sự trúc trặc, một hành vi không đẹp của Amit. Anh đã phải nhận thẻ vàng. Đôi lúc sung quá cũng không ổn, cần phải tiết chế lại. Đúng là kinh nghiệm đến từ một người đã từng chơi bóng tại V-League 1 như bình luận viên Quang Long. Amit là cầu thủ thi đấu nổi bật nhất của Đông Á Thanh Hóa trong trận đấu ngày hôm nay, với một pha kiến tạo, thể lực dồi dào. Nhưng pha đá bóng vào người của Lê Văn Xuân, đó cũng là một lỗi hành vi. Nếu như trọng tài nghiêm khắc hơn, đó sẽ là một tấm thẻ đỏ. Như vậy là Lê Văn Thắng sẽ được tung vào sân. Người hùng của câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa ở vòng đấu trước được tung vào sân để thay thế cho một người hùng khác của họ trong trận đấu ngày hôm nay, Lucas Ribama. Có một chi tiết ở mùa giải năm nay mà chúng ta có thể thấy rõ ràng đến từ huấn luyện viên Veliza Popov là ông tỏ ra khá mát tay
với những quyết định lựa chọn nhân sự rồi thay đổi người của mình. Và đây là những góc máy tiếp theo với bàn thắng của Lucas Ribama. Câu lạc bộ Đồng Á Thanh Hóa vẫn đang dẫn trước với tỷ số 1-0. Văn Hoàng. Xử lý tốt của Thái Sơn, nhưng sức dướn đã không đủ vì mà trước đó thì Thái Sơn đã phải hoạt động với một cường độ rất cao. Văn Quyết chưa thể qua được Thanh Long, vẫn là Văn Quyết. Khá tốt, cơ hội Xuân Tú xoay người dứt điểm. Vẫn có đôi chút sự vội vàng trong những nỗ lực dứt điểm của các cầu thủ bên phía câu lạc bộ Hà Nội. Trong tình huống vừa rồi thì Văn Quyết đã có những nhịp xử lý kinh nghiệm và mang tới được những tiềm ẩn cho một tình huống lên bóng sáng nước của câu lạc bộ Hà Nội. Bình tĩnh hơn một chút thì Xuân Tú có thể dứt điểm gọn gàng và chính xác hơn. Cách đây 4 tháng thì Văn Quyết là người đã thực hiện quả đá penalty không thành công. Một quả đá mang tính quyết định và khiến cho câu lạc bộ Hà Nội đã không thể chạm tay được vào chức vô địch của cúp quốc gia. Đó cũng là những tín hiệu về việc Văn Quyết sẽ không thể gồng gánh được Hà Nội FC một cách liên tục được nữa. Và bây giờ thì huấn luyện viên Lê Đức Tuấn đã quyết định rút Văn Trường ra, tung João Pedro vào sân. Cho dù João Pedro đã có được 2 pha lập công kể từ đầu mùa, một trong số đó là một quả đá phạt đền vào lưới của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng rõ ràng những gì mà tiền đạo ngoại bình của câu lạc bộ Hà Nội mang tới là chưa thể đáp ứng được sự kỳ vọng. Thái Bình. Và chuyền bóng quá mạnh của Thái Bình dành cho Thái Sơn. Phải nói ngày hôm nay những người đóng thuế bên phía Đông Á Thanh Hóa đó là Văn Lợi và tiền vệ trẻ Ngọc Hà đang thi đấu rất ổn định, thay thế xứng đáng cho vị trí của Gustavo và Doãn Ngọc Tân. Hài lòng, cố gắng phối hợp với João Pedro. Các cầu thủ áo vàng đang bọc lót cho nhau khá tốt ở 1/3 cuối sân của mình. Đoàn Ngọc Hà đang chơi một trận đấu khá ấn tượng ở vị trí của một tiền vệ phòng ngự. Tuấn Hải. Trận đấu vẫn đang được tiếp tục. Yago Ramos rất khỏe. Như vậy là trọng tài thổi phạt Yago chứ không phải là Lê Văn Xuân. Phút 85 rồi. Đúng là như vậy, phút 85 rồi. Cái quãng thời gian đầu hiệp 2 câu lạc bộ Hà Nội chơi hay, nhưng sau khi mắc sai lầm để cho Đông Á Thanh Hóa có bàn thắng mở tỷ số. Và bây giờ thế trận đang thuộc về phía đội chủ nhà. Văn Quyết sẽ thực hiện quả đá phạt này cho câu lạc bộ Hà Nội. Không được. Một pha phối hợp đá phạt theo bài của các cầu thủ áo trắng. Xuân Mạnh là người đã chạm bóng để cố gắng hướng trái bóng về đà di chuyển của João Pedro nhưng không thành công. Trong hiệp 2, sức tấn công bùng nổ hơn của hai câu lạc bộ. Cho đến thời điểm này, Đông Á Thanh Hóa đã có 17 pha dứt điểm, câu lạc bộ Hà Nội có 10 pha dứt điểm. Vừa rồi là pha tranh chấp, một tấm thẻ vàng được rút ra dành cho João Pedro.
và tranh chấp cao chân của João Pedro. Gustavo cũng đang thi đấu đầy cố gắng và có được sự hiệu quả. Chính Văn Lợi là người đã cứu thua ở trên vạch vôi. Chúng ta cũng đã thấy những cái ra dấu thay người đến từ các cầu thủ áo vàng. Có lẽ là Văn Lợi sẽ không thể tiếp tục thi đấu. Trung vệ trẻ Trương Thanh Nam có thể sẽ được huy động trong những phút sắp tới. Còn đây là tình huống đưa bóng vào lưới của Văn Quyết. Nhưng pha đưa bóng vào lưới này không được công nhận là bàn thắng. Hài lòng. Tuấn Hải can thiệp hợp lệ đến từ Lê Văn Thắng. Bóng đã trở lại với số 10. Vẫn là Lê Văn Thắng. Chuyền bóng cho Yago Ramos. Bóng còn ở trong cuộc. Chỉ có Thái Bình là xuất hiện trong khung hình này. Vẫn là Yago Ramos. Ngay cả trong những tình huống có thể chuyển trạng thái thì ở quãng cuối này câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa cũng chỉ có vài nhân sự băng lên mà thôi. Họ vẫn muốn giữ sự an toàn ở tuyến sau. Thẻ vàng dành cho Hài Lòng, có lẽ vì những phản ứng của anh. Dành cho trọng tài Nguyễn Viết Duẩn. Sau Văn Trường, huấn luyện viên Lê Đức Tuấn thì bây giờ đến lượt Hài Lòng phải nhận thẻ vàng bên phía câu lạc bộ Hà Nội. Nếu giành chiến thắng trong trận đấu này thì câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa sẽ bảo vệ được vị trí nhất bảng của mình và họ sẽ tạo ra được cách biệt với những đội bóng bám đuổi như là Thế Công Viettel hay là BKMX Bình Dương. Văn Hoàng. Thời gian đang ủng hộ đối với đội chủ nhà. Những phút ít ỏi còn lại của trận đấu sẽ là sự cố gắng của các cầu thủ câu lạc bộ Hà Nội. Nhưng nó thật sự khó. Mặc dù thời gian vẫn còn, các cầu thủ câu lạc bộ Hà Nội cần phải bình tĩnh hơn trong những pha chuyền bóng. Kai Corona. Liệu câu lạc bộ Hà Nội có thể tạo ra được một sự bất ngờ như cách mà họ dứt lại được một điểm trước câu lạc bộ Công an Hà Nội hay không? Xuân Tú ở khu vực trung lộ, đó là Kai Corona. Vẫn là các cầu thủ áo trắng. Hài Lòng bấm bóng vào trong. Tuấn Hải đánh đầu ngược chuyền bóng, dứt điểm ra. Khả năng bắt bóng bổng của Xuân Hoàng vẫn đang được duy trì ở mức tốt với những tình huống xử lý của anh kể từ đầu trận. Thủ thành bên phía câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa càng chơi càng tự tin. Và đáng tiếc pha đánh đầu vừa rồi của Gia Hà là quá nhẹ. Bóng đã nhanh chóng trở lại với đội khách. Hài Lòng. Tuấn Hải trùng biên không thành công với Kai Corona. Ngay cả một trung vệ như Kai Corona vào lúc này cũng phải dâng cao thôi, bởi đồng hồ trên sân đã điểm phút 90. Tuấn Hải qua được Thái Sơn, tiếp tục treo bóng vào trong. Không cầu thủ áo trắng nào có thể tung ra được cú dứt điểm. Như vậy là hiệp 2 của trận đấu có 6 phút bù giờ. Với việc cầu thủ áo vàng đang bị đau nằm sân, có lẽ là thời gian bù giờ sẽ được cộng thêm. Bây giờ thì chúng ta đã được chứng kiến những góc kẻ khá rõ ràng và chi tiết. Vạch kẻ màu đỏ theo phương thẳng đứng
chính là việc xác định Văn Quyết rơi vào vị trí việt vị. Còn trong pha bóng này thì mọi thứ đều hợp lệ với tình huống ghi bàn của Lucas Ribama. Như vậy là Phạm Mạnh Hùng sẽ được tung vào sân chứ không phải là Thanh Nam. Phạm Mạnh Hùng đã đến với câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa với việc anh sẽ là người tạo ra được một cầu thủ có thể thay thế ở những thời điểm cuối của trận đấu cho vị trí trung vệ lần lượt của Thanh Long, của Gustavo và cả Văn Lợi. Trước trận đấu này thì Mạnh Hùng cũng đã có một buổi gặp gỡ và cà phê sáng với Xuân Mạnh. Như vậy, như Xuân Hoàng chia sẻ, anh biết mình phải làm gì ở những thời điểm rất quan trọng. Điều quan trọng nhất với Xuân Hoàng đó là việc đội bóng của anh ở những thời điểm rất quan trọng. Điều quan trọng nhất với Xuân Hoàng đó là việc đội bóng của anh có được chiến thắng. Hà đã xử lý đủ thành công để giúp cho câu lạc bộ Hà Nội có thể mở ra được một tình huống lên bóng. Hài lòng. Đội khách đang khẩn trương. Tuấn Hải, đấy là Tuấn Hải, pha đột phá của Tuấn Hải. Đường chuyền vào. Không được. Pha đột phá bên phía hành lang cánh phải là rất tốt rồi, nhưng chất lượng quả tạt về phía trong của Hài Lòng hay Tuấn Hải vẫn chưa đem lại hiệu quả cao mà thôi. Ra Hà. Bóng tiếp tục được treo vào, nhưng Joao Pedro không thể tiếp cận, không thể có pha phản công được mở ra cho câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa. Bây giờ thì họ đang làm tất cả để có thể phá bóng lên thật xa khung thành của thủ thành Xuân Hoàng. Hài Lòng, vẫn là Hài Lòng treo bóng vào. Các cầu thủ của câu lạc bộ Hà Nội cướp được bóng. Xuân Tú. Những đường chuyền quyết định của câu lạc bộ Hà Nội trong giai đoạn đặc biệt quan trọng này chưa có được sự chính xác. Và cũng phải khẳng định là các cầu thủ phòng ngự bên phía câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa đang chơi hiệu quả. Rất nhiều sức ép hướng về phía của huấn luyện viên Lê Đức Tuấn. Bây giờ thì đến lượt trợ lý của ông cũng phải nhận án phạt. Trận đấu đang ngày một nóng hơn ở quãng cuối này, trong quãng thời gian bù giờ. Văn Quyết sẽ thực hiện quả đá phạt góc cho câu lạc bộ Hà Nội. Họ vẫn còn đủ thời gian với mục tiêu phải có được bàn thắng gỡ hòa. Như vậy là trọng tài Viết Duẩn đang có những trao đổi với các trọng tài điều hành công nghệ VAR Đỗ Khánh Nam và Nguyễn Trung Hậu. Có vấn đề gì chăng? Không, trận đấu được tiếp tục. Quả đá phạt góc không thành công của Văn Quyết. Văn Hoàng. Pha xâm nhập của Hải Long, sút bóng. Một đều cho câu lạc bộ Hà Nội ở những giây cuối cùng. Một lần nữa, câu lạc bộ Hà Nội có được sự cứu vớt ở những giây cuối cùng. Tuấn Hải trong trận đấu bị mùa thu. Và trong trận quyết đấu tại Thanh Hóa thì Hài Lòng là người đã gỡ hòa cho câu lạc bộ Hà Nội. Sau những nhọc nhằn, sau những giây phút phải sống trong sự lo sợ thì bây giờ câu lạc bộ Hà Nội được cứu vớt.
Đó là sự cố gắng của các cầu thủ câu lạc bộ Hà Nội, đặc biệt là Hải Long, một cầu thủ thi đấu nổi bật bên phía hàng cánh phải. Hải Long đang là biểu tượng cho tinh thần quyết đấu quyết chiến của câu lạc bộ Hà Nội. Cho tới những giây cuối cùng, Hải Long vẫn đủ được sự bình tĩnh, không che bóng bằng ngực và sau đó là tung ra một cú sút lợi hại bằng chân trái. Bóng đã đập vào cột trong và lăn vào lưới. Thậm chí là João Pedro còn ăn mừng trước khi mà bóng lăn vào lưới cơ. Một pha bóng mà João Pedro đã làm tường quá tốt. Còn hãy chấm điểm ưu cho pha xử lý của Hải Long. Đông Á Thanh Hóa có Amit, Hà Nội FC có Hải Long. Trận quyết đấu, trận đấu tâm điểm tại vòng 6 của LP Bank V-League 1 2024-2025 hấp dẫn cho tới những giây cuối cùng. Lucas Ribama không thể giấu nổi sự thất vọng. Hà Nội FC cũng vậy. Họ không thể giấu đi những yếu điểm của mình trong hành trình đã qua. Nhưng họ có một điểm tích cực là họ đã chiến đấu cho tới những giây phút cuối cùng. Và trận đấu quyết định, trận đấu tâm điểm tại vòng 6 của LP Bank V-League 1 2024-2025 khép lại với bàn gỡ hòa của câu lạc bộ Hà Nội nhờ công của Hải Long ở những giây phút cuối cùng. Thật đáng tiếc cho đội bóng chủ nhà trận đấu ngày hôm nay, câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa. Nhưng đây là sự nghiệt ngã của bóng đá. Đông Á Thanh Hóa đã thi đấu một trận đấu hay hơn rất nhiều so với câu lạc bộ Hà Nội, nhưng chỉ một giây phút thôi thì họ đổ gục với bàn thắng của Hải Long. Xuân Hoàng cũng không có lỗi. Các đồng đội của anh cũng đã thi đấu hết mình. Nhưng số phận đã lựa chọn câu lạc bộ Hà Nội một lần nữa. Với tinh thần của mình, cứu lại được một điểm. Những hình ảnh trái ngược về mặt cảm xúc. Nhưng họ có một điểm chung, cả hai đội bóng hiểu được rằng họ có thể làm tốt hơn. Và tất cả khép lại với tỷ số hòa 1-1. Quý vị và các bạn thân mến, cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng với FPT Play trong trận đấu tâm điểm tại vòng 6 của LP Bank V-League 1 2024-2025. Chúng ta đã được cả hai đội bóng thiết đãi một trận đấu hấp dẫn cho tới những giây phút cuối cùng. Và chúng ta cũng sẽ sớm gặp lại nhau trong những trận đấu tiếp theo trên FPT Play. Xin chúc quý vị và các bạn có một cuối tuần thật nhiều ý nghĩa. Xin chào và hẹn gặp lại.